Xin chào tất cả anh em nha Nay giới thiệu đến anh em một cái siêu phẩm ha Cây này là một cây bật lửa xăng đá Thương hiệu của Pháp Đồng hồ thì đồng hồ thị sĩ ha Lên dây 17 xe vô Được đồng hồ thì thị sĩ Và thương hiệu này là của thị sĩ nha Cuối thập niên 50 á là thị sĩ sản xuất được mang tên Siwon và Rivo đầu thập niên 60 thì thị Sĩ đưa qua cho Nhật sản xuất ha và cây này được Nhật sản xuất gia công sản xuất cây này thì cây bật lửa xăng đá đồng hồ thì Sĩ Nhật sản xuất nhưng mà xuất lại cho thị trường châu Âu và Mỹ nha anh em cây này nhôm khối toàn bộ mạ vàng cái dòng này thì anh em sưu tầm biết rồi và tất cả các dòng nhôm khối mạ vàng xưa bên em thì toàn bộ đồng hồ rồi bao chạy cho anh em chuẩn chỉ kính xăng nhại lửa là nguyên xin ốc này là ốc ốc đá ốc đá là hai ốc đá nha anh em cây này rất là đẹp thương hiệu Thụy sĩ xuất đi pháp do nhật sản xuất nha anh em nguyên xin và những cái dòng này thì anh em để ý cái đồng hồ và cái mục đích thì nó giống nhau nha cây này thì nguyên xin qua sử dụng ít rất là bán lửa thích hợp cho anh em sưu tầm ha dòng này là nguyên xin chính hãng không có lai like tạp nha anh em được uh, hoàn thiện từ thương hiệu cho tới uh, chất lượng từ ba nước ha thụy sĩ pháp nhật và cây này xuất về thị trường mỹ và châu âu nha cây này thì em xin phép giao lưu là 2000 nha hai nghìn nguyên xin chính hãng cho anh em sưu tầm anh em giao lưu thì vui lòng liên hệ em qua hồ sơ nha anh em ship có toàn quốc bảo hành chọn đây bao xin tất cả các sản phẩm cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm em cảm ơn